quay đâu. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Anh có một món quà cho em bây giờ. Hôm nay hết bia đúng không? Vâng. Đây. Anh lấy bia rồi. Không, chưa lấy bia. Nhưng mà hôm nay đi chơi có một món quà. Rượu à? Rượu ấy hả? Mà rượu cọ hả? Maruvu. Nhưng mà em rót ra đi, rót đi, rót ra uống đi. Có con kiến trong này. Không sao, rót ra xong gạn ra. Rót đi. Uống xem là cảm nhận thế nào. Sệt cơ mình. Nguyên đai nguyên kiện đấy nha. Anh mới lấy về. Còn hơi bị rát rát cơ anh ạ. Thế à? Rót đi, uống thử đi. Xem cảm nhận thế nào. Cái này là đặc sản đấy, đặc sản ở Angola đấy mọi người ạ. Rót đầy luôn, rót đầy luôn, rót đầy luôn. Rót hết ra, rót đầy luôn. Rót hết, rót nhanh lên, rót nhanh lên. Bình tĩnh. Được rồi, vậy uống thử đi. Anh bình tĩnh. Mà em uống không hết thì anh uống hết đi. Tất nhiên. Uống đi cho cảm nhận xem thế nào. Kinh nổ như vang ấy nhỉ, à nổ như... Là lúc về anh mang về anh quên anh chưa tháo ra cho nên là nó nổ như thế đấy. Còn đây là bóc tem để cho mọi người xem trước. Xem Quỳnh uống xem cảm nhận. Uống đi, uống mạnh lên. Ngọt à? Làm một hơi đi xem thế nào. Không. Uống đi. Em tử tôi. Hôm nay anh uống rồi, anh thấy ngon lắm. Nó không phải ấy đâu, em cứ uống bình thường. Say. Không say, một ngụm to. Mát vậy. Thấy gì không? Mát mát ngọt ngọt. Sướng không? Không thích à? Như nước giải khát vậy. Cái gì nhỉ? Giống cốc tay à? Đúng rồi. Cốc tay à? Cốc tay gì vậy? Uống đi. Uống thơm. Uống mạnh lên. Anh cứ dục em uống mạnh lên. Không sai đâu. Nhanh lên, anh thèm lắm rồi. Cái này giống một loại nước hoa quả hơn á. Thích không? Ừ, nhìn này, anh quá nhìn này, nó còn hơi này, sỏi bọt. Mọi người nhá, đây này, ngon cực kỳ. Đây, lượt mình uống, quá chuẩn. Nước giải khát thế anh ạ? À? Ngon lắm, ngon, đặc biệt ngon luôn. Nhưng mà Quỳnh thấy ngon không? Ngon ạ. Rất ngọt, rất mát. Rất ngọt, rất mát, đúng giống rồi. Giống như nước dâu vậy, không thơm mùi dâu thôi. Quá chuẩn, được không rồi. Tay à? Không phải, Maruvu đấy, rượu Maruvu đấy. Mọi lần em uống nó chua chua mà. Cái này khác, cái loại lại khác. Để cho khán giả xem mọi người thích biết nó là cái gì thì mọi người xem ở cái video ở bên dưới, video mình đi nhanh trên rẫy với Antonio nha mọi người nhé. Cái này rất là đặc biệt. Đó. Cái này màu trắng này, review màu sắc này, màu trắng này. Màu trắng kiểu hơi giống nước gạo, màu hơi trắng nhạt nhạt. Đấy. Hơi bị ngon nha mọi người nha. Uống để mát, uống giống như nước hoa quả. Mát gì, uống nhiều sai đấy, không mát đâu. Ngon đấy. Uống cái này quá đỉnh luôn. Em cũng đang khát nước chứ. Quá đỉnh luôn đúng không? Mà phần anh cũng ngon hơn uống bia các bạn. Quá chuẩn. Bia còn bị cay cay, uống cái này chỉ có ngọt thôi. Quá chuẩn. Mà nổ như sâm panh ấy. Nguyên đai nguyên kiện mà này. Quỳnh xích vào cái cây giật cả mình. Đây, tối nay hai vợ chồng ăn cơm tối có su su à? Su su xào. À? Kia là mực chiên su à? Với lại là có lạc rang này, với mắm này, nước mắm này, ok. Với lại rượu Maruvu nha mọi người nhá. Nếu mà mọi người muốn xem, thích xem thế nào thì có video đấy nha, có video đấy, ok. Tìm hiểu thêm... Mọi người tìm hiểu xem video ở trong kênh ấy nhá. Có đó. Rồi, tạm biệt mọi người, ăn cơm đây. Tạm biệt mọi người. Okay.